Xin cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh Đồ Gỗ Trường Nụ của cho em hôm nay ạ. Hôm nay cơ sở của cho em sẽ giới thiệu nên cho tất cả mọi người cùng được trường ngắm trường ngưỡng về những sản phẩm của bên cơ sở Trường Nụ của cho em đã có sẵn tại cửa hàng ngày hôm nay ạ. Và bên cơ sở của cho em là có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Và số điện thoại liên hệ hàng của em là 0912 862 834 ạ. Và em đã ghi trên màn hình rồi. Và sản phẩm đầu tiên đây em muốn giới thiệu đây là cho tất cả các bác cùng được trường ngắm, đó là một bộ trường kỷ Tam Sơn và một bộ trường kỷ Đại ạ. Và một sản phẩm đầu tiên là một bộ trường kỷ Tam Sơn đây. Em giới thiệu chi tiết cho tất cả các bác ạ. Bộ trường kỷ Tam Sơn này được làm trên nền cây gỗ cụ ạ. Và được làm thành 5 món ạ. 2 băng dài, 1 bàn và 2 chiếc đôn. Làm trên chất liệu là cây gỗ cụ. Khu vực miền Bắc chúng em gọi là gỗ cụ. Còn khu vực miền Nam, miền Tây gọi là gõ mật hay là gụ mật ạ. Và thông số kích thước của bộ trường kỷ này. Đó, em đo ở đây. Và kích thước chiều dài là 198 cm. Em đo ở cổ đùi tay. Đó, chiều sâu là 60 cm. Và chiều cao của tựa thành này là 114 cm. Đó, thông số của chiếc đoạn dài. Đó, chiếc đôn kẹp là ngang 50 và sâu là 40. Đó, chiếc bàn ngang 55 và chiều dài là 115 cm. Đó là thông số chi tiết của bộ trường kỷ Tam Sơn này. Đó, và giờ em sẽ đưa máy này gần hơn để cho các người xem chi tiết hơn ạ. Tiếp theo sẽ quay phần tựa của chiếc băng ghế dài này. Đó, cái tựa có băng ghế dài này được chia làm tam cấp ạ, hay còn gọi là tam sơn. Đó, những phần nô này thì đều được đục chạm cảnh chim hoa, cũng như là được kết hợp vào đó là cẩn ốc sa cư, và đặc biệt hơn là xem vào đó là những cái ô đá cẩm thạch này, đá vân mây, hai ô tròn và một ô vuông. Đó, đá cẩm thạch tự nhiên, đá vân mây rất là đẹp luôn. Đó, bản khung bao của chiếc cột này em đo ở đây là bằng 4x4 cm, rất là dày và chắc chắn luôn. Đó, phần tay em đo bảng mặt trên này là 8 cm, dày 4 cm, 4x8 cm, được cẩn ốc hết, cũng như là được đục chạm cảnh chim hoa ở phần tay này. Đó, và đặc biệt là chiếc ghế đoạn dài này kết hợp vào đó là cái ô đá cẩm thạch này, đá vân mây của những chiếc mặt ghế này, cũng như là chiếc mặt bàn, mặt đôn này đều được kết hợp vào đó là những cái ô đá cẩm thạch tự nhiên, đá vân mây rất là đẹp luôn. Cơ sở nó chọn lọc rất là kỹ càng những ô đá đẹp nhất để ghép vào bộ trường kỷ này cho các bác ạ. Đó. Và bộ trường kỷ này gồm có 5 món ở chiếc đoạn dài em vừa coi cho các bác, cũng như phần hông ngang của chiếc đoạn này. Đây là phần hông ngang của chiếc đoạn dài, chân đục chạm là đầu lân chân cá. Bảng chân em đo đây là vuông là 12 cm vuông, đục chạm đầu lân chân cá được cẩn rất là kỹ luôn. Cũng như là đây phần mặt sau của bộ trường kỷ này đều được cẩn ốc tứ diện. Đó, phần mặt sau của bộ trường kỷ này đều cẩn ốc tứ diện luôn, rất là đẹp luôn. Nó cẩn y như mặt trước luôn, cũng như phần bệ, phần diễu này đục chạm chim hoa, cả dây leo liên chi ở những cái phần bệ này. Nó là chiếc đoạn dài. Đó, còn chiếc mặt bàn, mặt đôn đây kết hợp ô đá cẩm thạch, cũng như là phần chân đục chạm đầu lân chân cá này, và chân đôn em đo đây là vuông 7 cm, vuông 6 cm, và chân bàn là vuông 7,5 cm, rất là to luôn và cũng được khảm tứ diện luôn các bác nhé. Nó được khảm tứ diện luôn. Đó, bộ trường kỷ Tam Sơn này. Đó, bộ gồm có là 5 món, là 2 băng dài, 1 bàn và 2 đôi. Đó, cơ sở của chơi cũng sẽ giao lưu với tất cả các bác cả giá là 45 triệu trên một bộ trường kỷ Tam Sơn này. Đó, các bác quan tâm đến bộ trường kỷ Tam Sơn này thì anh trực tiếp với em qua số điện thoại Zalo em đang ghim trên màn hình, đó là 0912 862 834 ạ. Và sản phẩm tiếp theo đây em có đây là một bộ trường kỷ Đại này. Bộ này rất là lớn luôn. Đó, bộ trường kỷ cổ đồ đại 12 món. Bộ này thì chúng ta có thể kê với phòng khách khoảng 12 m2. Đó, ít nhất phải tầm 12 m2 thì chúng ta mới đủ để kê bộ trường kỷ này. Đó, bộ trường kỷ này làm trên nền là cây gỗ cụ ạ, hay gọi là gõ mật cụ mật này. 12 món ạ, 4 ghế đơn, 1 băng dài, 1 bàn và 4 đôn kẹp và 2 đôn ngồi. Đó, và giờ em sẽ đo thông số chi tiết cho các bác còn được tham khảo về không gian của nhà mình. Đó, chiếc bàn này có kích thước chiều dài là 127 cm. Đó, và chiều sâu là 157 cm. Đó, rất là lớn luôn. Và chiều cao em đo đây là 78 cm. Đó, chiếc băng ghế dài này dài là 218 cm, sâu 70 và cao là 132 cm. Đó, chiếc ghế đơn em đo đây là ngang 90, sâu 70 và cao là 132 cm.
Đó, chiếc đôn kẹp này. 45 ngang 45 và sâu là 55 cm. Đó, và chiều cao khoảng 75 cm. Đó, chiếc đôn ngồi này 45 x 55 và cao là 51 cm. Đó là thông số chi tiết của bộ trường kỳ đại này. Đó, và giờ em sẽ đưa máy lại gần hơn để cho các bác cùng được xem chi tiết hơn về bộ trường kỳ này. Đó, trước tiên là em sẽ giới thiệu về chiếc mặt bàn này trước ạ. Đó, chiếc mặt bàn này được kết hợp vào đó là hai tấm ná dày là 2 cm. Đó, ná cực kỳ là khô luôn. Đó, và được cẩn bên trong là cảnh tùng hạc bách điểu ạ. Ốc xà cừ thì đỏ lửa vàng chanh luôn. Đó, rất là đẹp. Đó, phần bên trong này đục chạm cảnh tùng hạc bách điểu, cũng như là kết hợp vào đó là những đường ô vang, cũng như là những đường ô cảnh chấu, những dây neo liên chi ở trên chiếc mặt bàn này. Đó, ốc xà cừ thì các bác khỏi chê luôn, rất là đẹp, rất là lấp lánh luôn. Đó, đó là phần chính diện của chiếc mặt bàn này. Đó, bên cạnh đó là những cái phần giỏ hoa, những phần giỏ hoa ở bốn góc của chiếc mặt bàn phía bên trong này. Đó, bốn giỏ hoa, những con bướm bay lượn ở khu vực này, cũng như là phần khung bao ngoài. Đó, khung bao ngoài được cẩn là ô chám này, cảnh cây tứ quý này, tùng trúc cúc mai, tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông ở trên chiếc mặt bàn chính diện này. Đó, và phần phía dưới này em sẽ quay chi tiết cho mọi người phần phía dưới của chiếc bàn này. Đó, cũng như phần cái mặt này rất là dày luôn nhé. Cái mặt này là dày 4 cm này. Đó, riêng cái mặt bàn này dày 4 cm. Có như những phần bệ này được cẩn rất là dày luôn, những ô chám cảnh dây neo này. Đó, chân này, chân em đo này, chân là 12 cm. Đó, chân là 11 cm. Đó, rất là to luôn các bác nhé. Đó, rất là to và dày luôn. Đó, và là cẩn tứ diện ạ. Đó. Tiếp theo đây em sẽ quay sang chiếc băng ghế dài. Đó, chiếc băng ghế dài được cẩn và nói là rất là kỹ luôn. Đó, trên thị trường chắc không có bộ nào giống như bộ này đâu. Cẩn rất là kỹ và dày. Đó, và rất là to luôn. Dài từ 218 cm còn là 220 cm. Sâu 70 và cao 132 cm. Bản khung này là bằng 5 x 5 cm. Đó. Và phần nô này, nô là dày khoảng 3,5-4 cm, rất là dày luôn. Đó, và là cẩn cảnh là phu thê viên mã này, cũng như là những cảnh chim hoa, dây neo. Đó, những phần tay này, đó, cẩn rất là kỹ luôn. Đó, em sẽ quay chi tiết cho mọi người coi. Ốc sạc cười thì đỏ lửa luôn. Đó, các bạn có thể thấy trực tiếp đây. Ốc rất là đẹp luôn, rất là sáng luôn, lấp lánh. Đó, đây là cảnh phu thê viên mã ở cái tựa chính diện của ở chiếc băng ghế dài này, cũng như bên cạnh là cảnh chim hoa. Tất cả đều được sen nọng rất là kỹ các bác nhé. Sen nọng rất là kỹ luôn. Cũng như phần mặt dưới này. Phần mặt dưới này thì cũng được cẩn rất là kín, rất là kỹ luôn này. Cảnh tùng trúc cúc mai này. Ná mặt này, ná mặt một tấm này, dày là 2 cm. Nó rất là dày luôn. Nó bảng khung tay em đo đây là 12 x 5 cm. Đó, rất là to. Và bảng chân. Đó, bảng chân đây là cũng vuông là 12 cm. Đó, chân 12 cm vuông. Đó, rất là to và chắc chắn luôn mọi người nhé. Và giờ bộ trường kỳ này thì được cẩn hết là tứ diện ạ. Đây là phần mặt trước thôi. Đó, tí em sẽ quay sang phần mặt sau cho các bác coi. Còn đây là chiếc ghế đơn. Đó, đây là những chiếc ghế đơn. Đó, em sẽ quay chi tiết cho mọi người này. Em sẽ quay một chiếc thôi. Đó, các bác nào cần xem bốn chiếc thì em sẽ chụp hình cũng như là quay lại chi tiết hơn cho mọi người. Đó, ở giữa này cũng được cẩn cảnh phu thê này, cũng như là những cảnh dây neo, lục bình, và được khảm ốc xà cừ rất là dày luôn, nó là rất là kỹ. Đó, bộ ghế này cẩn nhưng không hở chỗ nào luôn. Đó, tay cũng là bằng 12 x 5 cm. Nó được cẩn hết mặt trong cũng như mặt ngoài. Đây là phần hông ngang ngoài này. Nó chân là 12 cm vuông. Bệ liễu được chạm là rơi ngậm kim tiền. Đó, còn đây là phần phía mặt sau. Đó, phần mặt sau đây. Phần mặt sau của bộ trường kỳ này cũng cẩn y như mặt trước luôn. Đó, cẩn rất là dày dặn luôn. Đó, bảng khung cái mặt là bảng 4 cm, chân 12 cm. Đó, rất là dày. Bản khung của những chiếc tựa này thì bảng 5 x 5 cm. Đó, rất là to và dày luôn. Bảng khung tay là 5 x 12 cm. Đó, rất là to và dày luôn các bác nhé. Đó, còn những chiếc đôn này, bốn chiếc đôn kẹp và hai chiếc đôn ngồi này, em sẽ quay chiếc đôn ngồi cho các bác coi này. Đó, chỗ này nó hơi chặt một chút thì em sẽ quay chiếc đôn ngồi trước. Bốn chiếc đôn đều giống như nhau cả. Đó, bảng chân này, chân 10 cm vuông. Đó, liễu đục chạm mà rơi ngậm kim tiền, cũng như là phần bệ và dạ này đều được cẩn hết này. Bảng khung cái mặt là bảng 4 cm. Đó, phần mặt trên này ô chám cảnh dây leo lên chi, cũng như cảnh một cây hồng này. Đó, rất là đẹp luôn, rất là dày dặn, cẩn tứ diện luôn có nhé, cẩn tứ diện luôn. Đó, bộ trường kỷ 12 món này
tất cả 12 món này đều được cẩn là tứ diện, tất cả luôn, cả ghế, cả đôn, cả bàn đều được cẩn tứ diện luôn các bác nhé. Các bác nào quan tâm đến bộ trường kỷ này thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại Zalo em đã ghi trên màn hình, đó là 0912 862 834 ạ. Và với một bộ trường kỷ cổ lộ đại như thế này thì bên cơ sở chủ nụ của chúng em cũng sẽ giao lưu với tất cả các bác với giá là 250 triệu ạ. 250 triệu cơ sở cũng sẽ bao phí ship vận chuyển tận nhà cho tất cả các bác, cũng như là bao lắp đặt tại nhà cho tất cả các bác luôn. Bộ trường kỷ này thì cơ sở em sẽ tháo rời các bác nhé. Tất cả đều phần tựa phần tay này đều là hàng tháo rời, cơ sở em sẽ tháo rời ra bó gói và vận chuyển đến nhà các bác, cũng như là lắp đặt tại nhà cho các bác luôn. Cho nên các bác yên tâm về vấn đề vận chuyển cũng như là vấn đề lắp đặt tại nhà của tất cả các bác ạ. Vâng, các bác nào mà xem video thấy hay thấy đẹp trong clip ngày hôm nay thì cho cơ sở của cho em là một nút like, nút chia sẻ kênh để cơ sở em ngày một phát triển hơn, cũng như là để giới thiệu đến cho tất cả các bác về nhiều sản phẩm hơn của bên cơ sở trường nụ của chúng em ạ. Vâng, các bác nào xem video thấy hay thấy đẹp thì cơ sở em là một tin cũng như là một follow. Vâng, với giá là 250 triệu ạ, cơ sở em cũng sẽ bao phí ship vận chuyển cho tất cả các bác. Vâng, cơ sở em cũng xin dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.